đã vào một cái khác và cô chỉ nhìn con mình thôi. Ba, hai, một, diễn. Năm nay đã gần kề, ba người chồng ngóng con. Năm nay nếp phải đợi thiệt, thêm lo lắng cho mẹ. Năm qua cô chú giận hờn, những bận lo cuối năm. Ông lo sức khỏe của bà, đang chơi nhỏ món quà. Nhà đây. Nhét. Con mới về hả? Dạ. Ông ba. Con gửi cô này cho tình yêu mãi lâu dài. Anh gửi em ông này để có vui sống vậy. Nói chuyện trước nè. Ba. Tết có ăn, nhà có Tết. Rồi, lấy bánh đi.